một chuyện vô cùng quan trọng cần thông báo. Hết giãn cách rồi mấy má ơi. Mỗi năm một lần mưa xuân đến với nhau, thế nhưng con gà cha con tôi về rồi mọi người ơi. Tôi còn sống mọi người ơi, tôi về rồi. Thế thường mọi người dễ sợ luôn, tao nói mừng mà đứng hình luôn á, không biết phản ứng sao với tôi phải không? Hiểu, cái này là coi phim Hàn Quốc xong đú trên nè, trò chơi con mực đúng không? Cái này là cái trò tạc tượng nè, tôi biết trò này, tôi biết trò này. Đợi tôi. Trời ơi, cái này là ca xong quay qua, cái mọi người biết hình chứ gì? Chuẩn bị nghe. Ê! Alo. Dạ con nghe chú Ngọt. Mọi người đang làm cái gì vậy? Dạ mọi người đang xa lánh chú á. Tao đâu có đuôi, tao thấy mà. Cái này không phải hỏi, cái này là chửi á. Mọi người đang làm cái gì vậy? Tự nhiên kỳ thị tao làm sao? Bây giờ chú muốn nói gì chú lên phường chú giải thích, con không có nghe đâu. Trước giờ tao cho mọi người từng hộp gạo, từng ly chè ha. Cái gì tao cũng lo, san sẻ, nhường cơm sẻ áo. Rồi bây giờ coi tao như vi trùng làm sao? Dạ con lại chú, con nghe nói là con vi trùng nó lây qua 3G đó. Thôi con tắt nha, con sợ con vi trùng lắm. Ê, mày khốn nạn thiệt chứ. Mọi người đang làm cái gì vậy? Anh ơi đô thành ở đây em không có quen. Đưa nhau lên tàu về quê em thấy vui thương. Chị nghe rồi, chị đang trên đường đi xuống nè, gần 15-20 phút là tới rồi. Cái chú kỳ quá à. Tới tao đói bụng rồi đó. Bà ơi, đi cái khẩu trang vô. Trời ơi, mất tuổi rồi. Mày nấu nhiều nhiều. Mày đánh đấu vậy cho mày ăn lên bánh xe trên xe nè. Đã tới rồi đó. Chị cầm nó bánh lên, chú này kỳ cục quá trời. Còn cái ông này bệnh tổn ghê luôn. Không có nói gì. 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 Đây, đây tới nơi rồi nè. Dừng xe đây. Đâu chạy từ từ tôi nghe, không cần phải nhanh nha. Chú yên tâm, tôi chạy vững lắm. Bỏ tôi luôn anh ta. Xin lỗi. Mới nói là chạy từ từ thôi mà, chạy cho dữ vô mà. Chưa sao mà. Anh chị ơi, em về rồi nè. Cái gì vậy? Ê, mũi tao, tao hai mũi đầu. Ê, tao xin lại mũi đầu, tao không có thay xanh đâu. Thả tao ra. Ê, em quay, làm gì vậy? Lâu ngày mới có dịp về thăm anh chị, em vui quá. Mai mốt nhà mình có thiếu thốn thứ gì, nói em mang từ Sài Gòn em đem qua cho. Dạ anh chị có thiếu thốn gì đâu em, chỉ thiếu tiền. Sao anh nói vậy? Chẳng những thiếu tiền mà chúng ta còn thiếu nợ nữa. Sao Ngọt à? Dạ. Nếu em thương anh chị thì biết cái lòng thành của em thành ra hiện kim đi em. Hiện kim là thứ duy nhất hiện giờ em thiếu. Trong bữa ăn chúng ta không nên bàn về tiền bạc, hãy nói về gia đình đi anh chị. Vậy chứ ngọn gió nào mà đưa em về để thăm anh chị vậy? Ngày đại dịch kéo tới, em dang rộng vòng tay che chở cho mọi người. Ngày em vướng dịch, mọi người ngoảnh mặt bỏ em mà đi. Đắng cay cho sự đời, em tìm về quê hương thăm người xưa cảnh cũ. Về tới đây em mới thấy rằng không đâu bằng gia đình. Có vẻ gia đình chúng ta ngại giọt bắn. Chính xác. Kệ đi,
em có mang một món quà từ Sài Gòn về tặng cho anh chị. Đó là một lốc trà T Plus. Là gì? Không hiểu. T Plus là gì? T được viết từ chữ T, E và A, có nghĩa là tình em anh. Hầu. Và Plus là tiếng Anh, dịch ra tiếng Việt là cộng, có nghĩa là cộng hưởng tình anh em. Dễ thương. Có món quà này, Tết năm nay chúng ta sẽ no lo, là không còn âu lo, không còn gì để phải lo, để em mang qua tặng cho anh chị. Nhưng lại sao vậy? Ở đó thì no lo, nhưng nếu đem qua đây thì đáng lo đó. Vậy làm sao gửi qua? Nhà anh có hệ thống. Em hãy lấy cái mắt thông minh của em nhìn sang bên trái, thấy một sợi dây màu trắng chưa? Ôi, em thấy nó rồi. Hãy dùng đôi tay huyền hoặc của em kéo đều tay. Thấy gì chưa nè? Ôi, nhà anh chị hiện đại quá. Không, vì em về mà anh phải thiết kế cái này đó. Đặt quà của em lên cái cây đó đi. Dạ. Rồi, chú ý xem nè. Con xử lý. Ê, giống trung thu quá ha. Em đi, lấy lại coi chừng chúng tôi đã mất tỉnh. Em biết né mà. Tự nhiên. Ồ, đúng rồi. Giỏi. Chắc cũng khử khuẩn xong rồi, mời anh chị dùng thử. Của em đây. Đưa không chịu cầm. Em không thấy. Trời ơi nè. Đụng vô, đó, thấy chưa? Em cảm ơn anh. Ông hút cho con. Ồ, đây em. Nữa. Hi hi. Em cảm ơn anh. Anh ơi. Ừ? Sao em không uống được? Dặn cái núm của em ra. Này hả? À? Núm đỏ đỏ, đúng. À, gì nữa? Em chọt vô lỗ mũi em rồi. Ừ, không sao, coi như test nhanh. Được chưa? Vô miệng chị được rồi. Ngon không anh chị? Ngon. Thôi, mình dùng bữa đi chị. Anh ơi. Ủa? Khó thở quá. Em có thể nào tháo được không? Khó thở hả? Em muốn ngưng thở. Dạ không, không, không. Em muốn khó thở được rồi. Anh ơi, hình như cà rốt nó dướng vào trong lon rồi phải không anh? Ừ. Thôi mấy mình tháo ra mình ăn đi cho nó dễ. Dạ. Con đi. Còn cả chục mét mà. Em nói cỡ nào nó cũng đâu có văng qua. Như được tái sinh. Chị gỡ cho thằng nhỏ kìa. Gỡ không được. Nó dẻ rồi. Trời ơi. Trời ơi. Anh ơi, thấy thằng hai gà nó yên ắng quá. Ờ con, mở cho nó. Gà ơi. Gà. À, nó chết rồi. Thanh niên yếu đuối, giờ cơm mà ngủ à. Trời ơi, ngủ hoài. Thanh niên cái gì? Bữa nay thấy thằng hai gà với con út tẹt. Anh chị đẻ đứa này nào mà không nói em hay vậy? Nhỏ này lâu sớm mà nó thương gia đình. Hàng xóm tưởng con so của anh chị. Thôi vui quá nào, thôi mình ăn đi, ăn đi, ăn đi. Bữa nay cảm ơn anh chị cho ăn một bữa ăn ngon quá trời. Chị nấu nhưng mà em có đóng góp. Em đóng góp gì? Con vịt. Là con vịt của em ư? Của em chứ của ai? Bác Ngào, đi ngang nghe mùi cháo vịt nha. Chú mày á, đem vịt từ Sài Gòn về đó, tao nấu xong rồi, chúng ta cho ăn tô. Ồ, một con vịt từ vùng vịt về. Con xin từ chối ăn con vịt này nha. Con mắc vịt. Trời ơi. Sài Gòn mới về. Cái gì? Sài Gòn mới về hả? Hả? Sài Gòn mới về. Sài Gòn mới về. Sài Gòn mới về hả? Sài Gòn mới về. Ai tiếp xúc gần với ông Ngọt phải xịt khử khuẩn. À, không cũng phải xịt thả miệng ra, thả ra, thả ra, thả ra, thả ra. Tôi không có tiếp xúc với ông. Không tiếp xúc cũng phải xịt. Thả ra nè, thả ra. Bự ra. Thả miệng bự ra. Ông anh ơi, đợi xíu đi, tôi đỡ giùm cái thang cho. Mày đứng lại. Cái gì? Mày đừng đụng bất cứ cái gì của tao hết. Trời ơi, nguy hiểm lắm, để tôi đỡ cái thang cho ông xuống đây nè. Tao không cần. Dở bước gần vậy luôn hả? Mày tới hả? Tôi nhảy xuống liền á. Rồi làm sao ông xuống? Kệ mẹ tao. Vậy ở trên uống nước dừa đi ngang, cho mát. Đá gà hả?
Ê, đụng xe hả? Giúp cho. Đây chứ. Tôi nói được, tôi nói được. Chúng ta chạy chung chung chạy. Khoan đâu, khoảng cách như thế này. Ê, 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 anh đây. Có sao không? Để tôi ra. Ê, cứu nó nè. Khỏi cứu tôi. Ủa biết bơi hả? Là con Quỷ nó bơi được ta. Mày bơi tới chiều luôn đi nha. Xong rồi. Rồi, được rồi. Đẹp không chế? Đẹp, thôi đẹp, dạ. Đẹp. Từ khi mà em trai của chế từ trên Sài Gòn về là nguyên cái xóm mình ta nói râm ran hết trơn luôn. Chuyện gì nhỏ? Người ta ghét gia đình mình ra mặt luôn. Sao vậy? Chỗ mình là vùng xanh, em chị từ trên vùng đỏ về đây lây bệnh cho người ta, ai đâu mà không sợ. Ra đây, ra đây. Trời ơi, hay quá ta. Trời ơi, dữ này giàu cũng tới nữa. Cảm ơn con. Mua quà Tết cho gia đình. Dạ. Từ ngày tao biết Lazada tao thấy mua sắm dễ đó nha. Mày có tao đặt nữa. Dạ. Dạ xuống đi. Em tao là F0 mà nó hết bệnh rồi. F0 chứ chị ơi, bệnh lại mấy hồi. Chị tuổi cao, chị dính một cái là dễ đi xa lắm đó. Mày đừng có nói xui nha. Tao sắp làm cái đính hôn cho thằng con trai của tao. Đính hôn hay giật dây chuyền mà gấp dữ vậy chị? Trời ơi, cái miệng của mày. Thiệt, em thấy nó không yêu ai gì hết trơn mà tự nhiên giờ lấy vợ. Tao cũng suy nghĩ như mày vậy đó. Tao sợ. Sợ gì? Tao sợ nó đi theo mấy thằng bóng. Vậy bà không à, không phải muốn bóng là bóng đâu chị. Bóng là phải bóng từ trong tâm bóng ra nè. Phải có mẹ đưa lối, cha dẫn đường mình mới bóng được. Chứ không phải bóng bóng không không là bóng được đâu. Mà em thấy con chị là có. Mày thấy đúng à? Dạ. Tao thấy nó ẹo quá. Trời, nó vượt mặt em luôn mà. Thôi, vậy tao phải làm cái đám cưới gấp. Muốn làm đám cưới gấp phải không? Chị phải kiếm cách nói khéo cho em trai chị về Sài Gòn đi. Chứ ở đây ai đâu mà dám đi đám cưới. Trời ơi, mà người ta ghét gia đình mình ha. Nhiều khi nó chơi ngãi gia đình mình luôn đó. Để cho tao tính cái đã. Tự nhiên nó ập về chứ tao đâu có muốn ở đâu. Bực mình. Nè, còn bên đây vũa luôn đi. Chưa đó sướng nhúc nhích cái mỏ, trời ơi sướng về quá. Con ốc tẹt này coi vậy mà xài được ghê ha. Cũng tình cảm mà tử tế, kiếm con vịt y thinh là tặng lại cho cậu nè. Dưới đây con nào cũng giống con nào, con bắt đại con là dính à. Hơn mày nói vậy là xong chuyện rồi đó, hết nói được rồi. Ủa mà sao cậu về ngang vậy? Cậu buồn ba má con phải không? Đúng, ba má mày tao buồn rất nhiều, nói thẳng. Cậu thẳng hơn con nghĩ á. Ừ, thẳng vậy đó. Cậu bỏ qua cho ba má con đi. Coi như gì thương hai đứa con mà ở lại đây. Hơi đau buồn ba má còn chi. Tánh ông bà ngang ngược vậy đó giờ rồi. Con sống trong cái nhà này là con phải tinh thần thép lắm mới sống được đó. Mỗi lần mà nghe ông bà chửi ha, là phải tưởng tượng giống như đang nghe hàng xóm hát karaoke. Chứ cái gì mà cũng để ở đây riết khùng. Nhiều khi tủi thân, hàng xóm kỳ thị mình, thì mình buồn quá mình về quê mình gặp gia đình. Vậy gặp gia đình thì gia đình kỳ thị về đâu. Nói là muốn rước nước mắt. Bỏ qua cho ba má con đi. Coi như á lại vì cậu thương hai anh em tụi con. Với mấy hôm nữa lễ đính hôn anh hai con rồi. Cậu phải ở lại cậu dự chứ. Đang lo đây. Cậu lo gì? Không biết cái lễ đó có thành không nè. Ủa cậu nói gì kỳ quá à. Mày dòm anh hai mày đi. Nó tên hai gà chứ nó cốt ngựa đó. Tao thấy nó như cọng bún đó ngang. Tao đang nghi ngờ không biết là nó có thích đàn ông hay không đây nè. Cậu. Em mày như con quỷ đâu mày hiện ra liền như mày. Cậu rảnh không cậu? Không, tao bận lắm. Bận sao nói chuyện với nó? Thì tao bận nói chuyện với nó. Nói chuyện với nó là rảnh đó cậu. Thì mày cứ cho là rảnh đi. Vậy nói chuyện với con nghe cậu. Nếu tao nói không thì sao?
Rồi nói đi. Con sẽ kể cho cậu nghe về cuộc đời của con. Không, đừng kể về chuyện cuộc đời. Nghe đi cậu. Tao rất sợ nghe chuyện bí mật nghe đời người đi ta cậu. Không, tao không nghe. Khi con sinh ra mang được ngay kiếp con đàn bà. Trời biết ngay mà. Sao bao nhiêu năm không đổi thay vẫn con đàn bà. Trời ơi. Hai. Ai? Nguyên cái bài mày có một chỗ đi về thôi. Khỏi ca nữa, biết đoạn cuối rồi. Trời đất ơi, nó hiện nguyên hình. Cậu ơi, giúp con đi cậu ơi, cậu. Mày lắc nữa rồi rớt cái đầu tao xuống đó. Mày bị vậy lâu mau rồi. Từ nhỏ rồi cậu ơi. Từ nhỏ con đã xác định bả là chị hai con rồi. Vậy chị hai lấy vợ làm chi chị hai? Má nói con không lấy vợ là má sẽ treo cổ. Ba nói không lấy vợ là ba nhảy xong. Con mà không lấy vợ, gia đình con tan nát, ba má chết chùm. Trời ơi, trời ơi, trời. Mày không lấy vợ thì gia đình mày tan nát, nhưng mày mà lấy vợ là con vợ mày tan nát. Cậu nói đúng rồi đó. Bà không thương người ta, bà lấy người ta, bà làm khổ người ta chứ chi nữa bà nội. Cậu ơi, cậu. Bây giờ cậu phải giúp con đi, cậu ơi. Giặt đồ hả? Má tao loãng xương là gì mày đó. Cậu đi cậu. Thôi được rồi. Lắc hư con vịt tao hà. Nói chung là lần này tao sẽ hạ mình xuống đi nói chuyện với ba má mày coi sao. Nhưng kết quả là do trời. Giờ đi chị. Rồi khỉ vô. À, sướng chưa? Sướng đúng không? Sướng thiệt. Mai đồ còn hơn gà tình. Ê, số 1. Gì? Chị thấy em nên mai bộ đi để biết thời trang là gì. Chỗ này là nhất rồi. Chị lo chị trước đi chị. Em nghe nói là sắp tới là đính hôn của thằng Hai Gà đúng không chị? Đúng rồi em. Bởi vậy ngày hôm nay chị tìm tới em rồi chị tới số rồi. Ừ. Tới số là tìm tới bà. Chừng nào mà chôn thì mới tìm tới mấy chỗ khác. Anh ơi, mình có mai đồ không ạ? À, dạ thì để lát tôi coi coi thế nào rồi tôi mai. À dạ, vậy dạ. Cho em xin phép làm việc với chị nha. Dạ dạ. Chị ơi, em nghiên cứu rất là kỹ rồi. Em đã kết hợp cho chị trong một cái bộ áo dài đó. 7 loại dài. Dải bố, phi bóng, muslin, da lộn, cườm nổi, lụa tơ tằm và ren tổng hợp. Đang ngồi tưởng tượng nè, bảy thứ mà nó trộn lợn nó ra cái gì chị? Dạ, cái đó là thời trang anh. Khi mà em kết hợp trong cái bộ đồ áo dài của chị đó, chị mặc bước vô cái bữa tiệc, chị lộng lẫy như một con lân. Trời ơi, thích quá số ngọt ơi. Thích đó chị hả? Em thì em tưởng tượng không phải con lân mà là con voi trong đoàn xiếc. Nó mới cỡ đó màu chứ. Mày nói bậy bạ không, đâu có phải vậy. Em, dạ. Có phải là em ráp từng miếng? Dạ đúng, thời trang là phải tôn dáng. Cho nên hôm qua em làm nghiên cứu, em quyết định là để một cái nơ rất bự ngay chính giữa cái áo dài của chị. Nhìn chị ốm nhôm nhỏ xíu à. Cho tôi hỏi là ngày xưa chị học ở trường nào? Nói mới cỡ á, tại vì em là thuộc dạng là năng khiếu anh. Dạ. Cho nên là em tự đọc sách là em biết à. Ờ là không có học đó. Không có cách nào cái tướng của chị tôi mà mình để thêm một cái nơ bự hơn bả, mà để cái cạch vô trong đó là tôi thấy là nó ra hai chậu bông đó. Để em sẽ thấy. Dạ dạ. Lộng lẫy. Dạ. Cái nơ mà bự như vậy muốn bích chị được. Chị lỡ để cái nơ ngay trước ngực rồi phải không? Ừ. Chị ngậm thêm cái đồng tiền ngay miệng là chị y như cốc suối tiên. Dạ. Em sao kỳ quá. Tôi nói cho chị nghe nè. Kỳ. Chị nên suy nghĩ lại là có nên mai đồ ở đây không nha. Cái đó là tôi nói số 1 ha. Cái số 2 là chị nên quay lại cái vụ đám cưới của thằng Gà. Hôn sự nó cũng không có ý kiến đường lời. Anh chị quyết không? Thằng nhỏ không biết mẹ gì hết trơn trời. Nó có đem về rồi nó giới thiệu với chị rồi. Giới thiệu gì? Giới thiệu con nhỏ đó. Nhỏ bạn gái nữa hả? Chứ sao nữa. Vì ép nó quá nó phải kiếm đại con nào giới thiệu chị rồi. Không, chị thích lắm. Chị thích không? Nó lớn con. Chị biết lắm. Nhỏ đó tên gì không? À... tên gì còn không nhớ nữa. Chưa gì trăng gì cho cưới đâu. Tới tuổi phải lấy vợ chứ. Bộ em... tới tuổi là phải lấy vợ hả? Chứ sao nữa. Rồi thôi bỏ ta. Anh chị em xin phép một chút cho em xen vô câu chuyện gia đình mình một chút xíu được không ạ? Cô cảm thấy cô chọt được cái chân nào vô cô chọt. Để cho người ta nói chuyện với chị sao em. Dạ dạ em dạ vô đâu, đâu. Em là em cũng biết coi tử vi đó chị. Hai Gà nó tuổi gà đúng không chị? Hai Gà nó tuổi mẹo. Hai Gà mà sao tuổi mẹo ạ? Ai bắt gà là tuổi gà. Ở trước má nó thấy nó chạy luôn tung 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 nhưng gà đặt hai gà. Bây giờ nó mai mốt thấy nó chạy lon ton nhưng chó đặt hai chó. À vậy là bây giờ người ta đặt tên là theo tuổi thơ chứ không phải là theo tuổi tác. Dạ dạ dạ. Ủa là bé gái là tuổi gì chị? Bé gái là tuổi tuổi Dậu. Tý Ngọ Mẹo Dậu là tứ hành hạp nha chị. Mẹ hành mà sao hạp được? Tại hành mới hạp đó anh. Mình hành hạ rồi mình trải qua sóng gió mình mới hạp được. Thằng Hai Gà là con gà của nó bị ẩn, nó bị lạc lối ở bên trong.
Con bé này là tuổi Dậu, nó là người ở trên trời phái xuống đây. Nó là con gà mái, nó xuống đây để nó lô cái con gà chiến trong người thằng hai gà ra. Má ơi, một cái câu chuyện mà nó từ một con mèo với một con gà, mà biết được trong con mèo có con gà ẩn, rồi từ con gà thiệt lôi con gà ẩn ra, không thể tưởng tượng được. Thằng gà mạng gì chị? Mạng Thủy. Đó, con bé đó mạng gì chị? Mạng Quả. Ngon, Thủy Quả Hạp. Bây giờ tôi coi con nó nói sao cho hợp nha. Nè, bây giờ em hỏi kỹ vô nha. Hai gà là cái gì Thủy chị? Tiền Trung Thủy. Con bé đó là cái gì Quả chị? Lưu Trung Quả. Có chữ Trung. Trung nha chị, Trung nha. Trung là sống chung nè. Đó, thấy là hạnh phúc rồi. Trời đó. Mẹ ơi, vậy mà nó cũng nghĩ ra. Đúng không anh, em nói anh đúng không? Hay, hay. Không nhận nghĩ ra cái đó là hay. Cái Thủy của thằng hai gà không phải là cái Thủy thường, mà nó là bình thủy. Thì cái lửa của con bé này, nó sẽ giữ cho cái bình thủy này ấm mãi, gia đình hạnh phúc. Nó nói gì mà chị gật á hả? Hay quá đi. Gì vậy? Nè tôi lại chị ba lại nè chị hai. Chị hồi hướng giùm tôi một cái. Chị nghe riết là chị khùng. Chị làm ơn làm phước, chị suy nghĩ cho hạnh phúc của con chị. Hỏi kỹ là con chị nó có muốn hay không. Cứ nghe người ta bàn tuổi tác rồi hợp này hợp nọ, rồi tự nhiên bắt nhỏ cưới giống như là chạy cưới vậy đó. Về sau nó khổ là chị chịu. Tôi chỉ nói vậy thôi. Còn suy nghĩ không là quyền của chị. Bây giờ tôi không phải ba mẹ nó. Cha mẹ đặt đâu thì nó phải ngồi đó. Tùy chị, tôi không nói chị nữa. Không nói thôi đi đi. Mày đừng có tò theo tao nữa sẽ ngọt. Chị nói vậy thôi. Muốn đi đi à. Không có gì hết trơn á. Tôi đi nè. Mày đi đâu đó? Cái cửa toilet, tôi tưởng cái cửa nhà. Vậy đó. Cho nên người nhà không có hợp nhau. Thôi chị đừng rầu, bây giờ mình bàn tiếp vô câu chuyện đám cưới nha chị nha. Cái đám cưới này phải diễn ra, mà phải diễn ra rất là nhiều lần. Bao nhiêu lần em bao chị hết luôn. Em là mai đồ cưới cho chị. Chồng em tổ chức đám cưới luôn. Coi những đám cưới này em lo cho chị. Cảm ơn em trước nha. Dạ. Có cái gì chị em mình gặp bàn nhau nữa nha. Dạ. Cảm ơn em nha. Dạ. Anh ba. Thân thương anh ba, anh ba. Một người cha tuyệt vời. Đừng về chỗ đó. Trong cái chuyện đám cưới này, anh ba lo hết. Lo hết. Không cần phải hỏi nó muốn hay là không muốn. Đúng. Hỏi là tự gì? Mình quyết định. Chính xác. Cha mẹ lo cho con kiểu đó. Muốn gì nữa? Con của anh á. Sao? Nó quá hạnh phúc. Tôi hồi đó nè, là ba má hỏi tôi có chịu không, tôi gật đầu đồng ý. Vậy mà giờ sao? Dân không hạnh phúc là không hạnh phúc. Phạt. Được, phạt đi. Rồi phạt luôn à. Phải uống. Buồn, phải uống. Uống thì uống. Ôi, bây giờ trong cái chuyện hôn nhân này, anh ba đã lo hết cho con anh ba rồi. Nhưng riêng chuyện động phòng thì để nhỏ tự lo nha. À, cái vụ này ta cũng phải lo luôn. Bậy. Bậy. Bậy lắm. Rồi. Lo cho nó gì nè. Sưng si lắm. Sưng si quá hả? Sưng si lắm. Rồi bỏ sưng si. Bỏ đi. Ta không động phòng. Đúng rồi. Tao dọn phòng cho nó. Dọn phòng đi. Đúng rồi. Đúng rồi. Bây giờ vậy nè. Giờ hứng quá. Tôi tặng anh bài tình cha luôn. Tình cha mát như dần thái dương. Cha bầm cha cha bầm mà cha cha bầm. Ngọt ngào như dòng nước trôi đầu nguồn. Cha bầm cha bầm cha bầm. Nhớ hoài tôi tớ bên cha. Gian khổ ngày đêm chăm lo. Mong muốn con được đính hôn. Trời ơi, thôi. Mai tiệc tới nơi rồi, thôi nghỉ đi, nhậu quá ha. Vui, ngồi xuống nè. Anh ơi, thôi nghỉ đi, nhậu nhiều lắm rồi. Trời ơi, nói gì mà. Mai tiệc rồi. Làm sao mà biết rồi, uống xong mai chết sao? Trời ơi, nói gì kỳ vậy? Anh, đây là... Em vợ tôi ở Sài Gòn mới về á. Vậy? Ủa, Sài Gòn mới về đúng. Cái nhân vật này... Từ bữa giờ xóm giềng xa lánh đúng không? Thì ra đây là F0 đại hiệp à. Ủa là trời. F vào F mở. Ai nở F0? Anh hư lắm. Hư quá. Đưa F0 vô. Lây bệnh cho em rồi sao? Trời ơi, thời buổi này mà F0 không biết mai mà còn sống không. F0, F1, F2, F3. Chết có số. Sống là sống, chết là chết là mày. Mệt quá, uống đi. Xỉn rồi. Không sợ F0 nữa. Uống ba ly cho xỉn trong ta đi rồi nói chuyện. Tại sao tôi phải uống ba ly? Phải uống mới tôn trọng tụi này chứ. Mà tại sao phải là uống mới là tôn trọng? Người ta đang uống, mình vô mà gặp mình phải uống mới tôn trọng. Tại sao người ta uống mình phải uống? Sao hỏi mấy câu không trả lời được vậy cha? Sao tôi sợ cái lối sống của mấy con người thì ghê vậy? Tôn trọng em đi. Uống.
Vui quá, vui! À lê, à lê, à lê, à lê! Cho tôi ôm, cho tôi ôm! Vui quá! Mỗi ngày tôi tròn một niềm vui! Nữa đi! Bữa nay quá vui! Chúng ta phải hỏi tên để lỡ mai mốt có chết mình phải nhớ nhau. Tên gì anh bạn? Tôi tên Nam. Tên là Nam, họ là Đồng. Tên đầy đủ là Đồng Tính Nam. Cả cuộc đời tôi là một người đàn ông. Sống cũng là đàn ông, chết đi cũng là đàn ông. Mà có đàn ông không? Không biết. Ông bạn tên gì? Tôi tên là Đằng. Ba mẹ nói một đằng mà tôi đi một nẻo. Vậy tính ra là mày phế phẩm. Bạn là cục rớt. Bất đi. Bạn thúi quá tôi bịt mùi. Anh ơi, bữa nay vui quá tôi phải nói lòng thật của tôi được không anh? Nói thật đi. Anh quá sức là may mắn. Wow. Vì wow, anh có những thằng bạn vô cùng chó đẻ. Sao như chửi tôi? Đúng rồi, chó đẻ mày. Sao chó đẻ mẹ đẻ mà? Má mày thủ tức. Ê ê, vậy là tôi không nói sai gì nha. Ủa sai gì? Ông chửi tôi. Tôi chửi bạn hồi nào? Mới chửi á. Mẹ bạn tuổi gì? Tức. Tức là gì? Tức là chó. Thế mẹ bạn là chó, đúng chưa? Tôi đó đúng chưa? Ừ, bạn có phản biện gì không? Không, đúng chưa? Không phản biện. Hỏi lại nè, mẹ bạn tuổi gì? Tức. Mẹ bạn có đẻ ra bạn không? Có. Thì đó là chó đẻ. Nó đó. Sao nó nói không cãi được nó ta? Người ta nói những thằng nó khen những tật xấu của ta, nó sẽ là kẻ thù của ta. Thì hai thằng khốn nạn này nằm trong diện kẻ thù đó anh à. Anh ơi, anh nói thiệt anh, tôi xin lỗi anh. Anh sống như cứt mà nó khen anh bằng trời. Hay quá, hay quá. Đã sống như cứt rồi nào. Anh làm cha mà tới nỗi con anh nó có thương người ta hay không anh cũng không biết. Anh ép nó lấy luôn, anh coi cuộc đời nó như bịch rác, muốn gửi ai gửi. Trời ơi, thế là ta lo cho nó có vợ chứ mày nói cái gì vậy? Đúng rồi. Rồi tôi hỏi anh nha. Hỏi đi. Cha mẹ cho con nhiều hơn hay con cho cha mẹ nhiều hơn? Cha mẹ cho con chứ con lấy cái gì mà cho cha mẹ. Cha mẹ đó là sinh ra nè, lo lắng ăn uống cho nó, quần áo cho nó, cho nó lớn là dạy dỗ nó nữa. Bây giờ đi cưới vợ cho nữa nó muốn gì nữa. Nhưng đó là suy nghĩ của những thằng đàn ông ích kỷ. Là bởi vì không thấy được những gì người khác làm cho mình. Thế con không cho cha mẹ sao? Con cho cái gì, có cái gì mà nó cho? Nó cho anh biết vui mừng khi anh mang nó trong bụng. Nó cho anh biết sự nhẫn nại chờ đợi nó 9 tháng 10 ngày. Nó cho anh sự cẩn trọng khi giữ gìn nó dưới hình dạng bào thai. Nó cho anh biết đau, biết vui mừng khi thấy nó ra đời. Nó dạy cho anh phải biết hy sinh. Nó dạy cho anh phải biết nhẫn nhịn. Nó cho anh nhiều chứ sao anh không thấy mà anh chỉ thấy anh cho nó là... Nó có cho tao gì, tao cho nó không à. Nó cho tiền nó mỗi sáng nó ăn bánh được kìa. Trời đất ơi, anh là một thằng đàn ông không ra gì á. Tôi không nể anh, đó là lời thật lòng. Ê, mày tôi có nể mày hả? Tao không có là chén mày lắm rồi đó nha. Bây giờ sao gọi đi? Tôi không đi, tôi đã hứa với cháu tôi là tôi sẽ ở lại tới phút cuối cùng để tôi chiến đấu với vợ chồng anh. Tôi ở đây đó là anh làm gì tôi? Mày đi ra, anh làm gì tôi, anh đừng làm gì tôi. Mày càng chấn tao quýnh mày ra. Mày muốn cái gì? Quá lộn không? Bây giờ muốn lộn phải không? Quá lộn không? Khởi động lên quất nó đi. Mày, tao mà mày chết. Tao cho mày một cái mày biết ha. Đằng ơi, mày dám quên bạn tao? Mày tao không quên, mày không nhau vô. Mày chết cha mày rồi mày, con ơi. Mày tới số mày rồi. Mày không nhau vô kia. Đây đây, mày quên tao. Chết mẹ tao rồi. Rồi, gục hai thằng. Tại sao mày quýnh ngay chẳng bạn tao ngã ngửa rồi? Anh tôi cũng quýnh. Mày tưởng tao không quýnh mày hả? Anh ơi, tôi mày sao quýnh cái gì? Vô. Mày dám đánh tao à? Bữa nay quất tôi luôn. Vậy thì hãy xem đây. Dạ, kính thưa công viên hai họ. Mẹ, quan viên. À, kính thưa quan viên hai họ. Quan viên. Thôi tôi nói đại đây, kính thưa hai họ.
Dạ, hôm nay là ngày lành tác tốt. Gia đình chúng tôi có làm cái lễ đính hôn cho hai cháu. Gia đình chúng tôi ai cũng vui mừng, ai cũng vui vẻ. Ai cười lên đi. Gì vậy? Đau quá. Trời ơi, còn em nữa, cười lên. Trời ơi, cười sao méo miệng như vậy? Nhất. Dạ thưa, bên anh chị có cần nói gì không à? Gia đình chúng tôi không có ý kiến gì. Em là cái người biết ăn biết nói, em làm lễ đi. Đâu 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 đâu. Dạ thưa. Nhỏ nhỏ chút. Dạ. Dạ thưa anh chị ở bên đầu cầu bên kia điện thoại. Chào mừng anh chị đến với buổi đám cưới online của gia đình tụi tôi. Tôi là cậu ruột của cháu Hai Gà đây. Xin đại diện để nói đôi lời. Cháu tôi ngày hôm nay với một sự tự nguyện viên mãn và thanh thản trong lòng, cháu sẽ bước vào cõi hư vô, bước vào cái cõi không gian trong tình yêu ngập tràn. Sau một thời gian hai cháu đó trốn núp trong kẹt, trong hốc, trong lùm và thoát khỏi sự rình rập cũng như là lùng sục của hai gia đình, các cháu nó vẫn còn tình cảm và nó quyết tâm đến với nhau. Nhân dịp đại dịch, chúng tôi rất là mong sự thuận ý của cả hai bên gia đình cho hai cháu được đến với nhau danh chánh ngôn thuận, đó là thằng Hai Gà và con vợ của nó. Cưới mà nói cái tên ở nhà đó vậy? Đâu có biết tên thiệt đó. Tên trên cái chai kìa. Trời ơi, cái tựa nằm trên cái chai đâu có biết. Xin được danh chánh. Chú rể tên thật là Nguyễn Văn Kê, sẽ lấy cô dâu Lê Thị Ánh Sao. Nói chung là hai cháu Sao Kê sẽ yêu nhau sau ngày hôm nay. Sao Kê là một biện pháp tốt nhất cho hai gia đình chúng tôi. Cho tất cả. Và cho tất cả chúng ta. Thật là hợp pháp và hợp lý. Dạ. Và bây giờ cháu nó đã nóng lòng và không kiềm chế được sự sung mãn trong trái tim, chúng ta hãy bắt đầu khởi động cái lễ động thổ. À cái gì? Trời ơi. Lễ thành hôn bái đường của hai cháu. Chuẩn bị. Nhất bái thiên địa. Nhị bái ba g. Phu thê vào đâu? Bái. Phu thê vào bái. Ủa, rớt tóc kìa, rớt tóc. Dạ không sao đâu, tóc này tháo gắn được mà. Ủa, cái giọng nghe kỳ như đàn ông. Dạ thì con đàn ông mà. Con đàn bà. Em, sao nói kỳ vậy? Xin lỗi chị, em buộc miệng. Chị đâu ra? Chị nữa. Dạ. Ê, cái chuyện này có cái gì là không bình thường ở đây nè. Cô kia, trả lời cho tôi coi. Dạ. Tại sao cô có cái trái hộ? Cái này không phải trái cổ bác, cái này là bút cổ. Nói đàn đi. Cô là đàn ông phải không? Hay bị tôi làm nhầm cái gì? Nói. Tôi nói. Nói. Ừ. Phải nói thôi. Đến lúc này không giấu nữa, phải nói thôi. Thưa anh. Yeah. Nói thẳng. Con trai của anh sẽ không bao giờ thích phụ nữ. Đó, phải rõ. Ê! Không thích phụ nữ là sao? Nó đã tâm sự với tôi rồi. Tâm sự cái gì? Nó không thích con gái. Nhìn bia rượu là nó chóng mặt. Nhìn phấn son là nó mừng rỡ. Phát cho nó cái đầm nó hạnh diện suốt đời. Trời ơi! Đúng vậy em? Mày lừa tao hả? Bà... Không dám nhận chứ. Ê, cái thằng lại cái kia. Bác ơi, bác, tới đoạn này cho con xin phép được chửi gia đình mình chút xíu nha bác. Bác ơi, lại cái ăn hết của nhà mình hả bác? Trời ơi, con đẹp mà bác, sao bác nặng lời với con vậy? Buông lời kỳ thị, mà kỳ thị ai? Kỳ thị con ruột của mình à. Em ơi, ba chị. Ba chị thì kệ mẹ chị. Em ơi. Ủa, Hà nói tôi bê đê cho tôi không tức. Nói tôi lại cái, mắc gì tôi phải lại cái, tôi phải hơn cái con cái đó chứ. Cái này đâu có trong thỏa thuận đâu em, chị lại em. Không có thỏa thuận gì đây hết á, tôi xé hợp đồng, tôi chửi cho đã cái nư tôi nè. Tôi nè, bê đê chồng mà phải giả gái làm vợ con bác nè. Im, đừng lại cái im mày. Thay vì bác đi tìm vợ cho chị, thì bác chịu khó đi tìm chồng cho chị đi. Đừng diễn nữa chị, cuộc đời chỉ có một lần để sống thôi. Dùng lên, khơm ao đi chị, hãy là chính mình. Thôi không nói với gia đình nữa, hết 3G rồi. Chào gia đình, tôi tắt máy. Khoan. Trời ơi, tắt rồi. Trời ơi, phải không? Mày che cái gì, giấu cái gì? Che cái gì, cốt công chúa thì phải cầm màn thôi. Thôi. Dạ, mày. Dạ, mày về. Má ơi, con đau má ơi. Má giết con đi, mà đừng có bắt con lấy vợ.
anh là một người đàn ông gia trưởng, ích kỷ, sĩ diện. Anh quan tâm tới cái bộ mặt của anh mà anh không quan tâm tới hạnh phúc của con anh. Nó đau. Không phải đau ở đây đâu. Đau ở đây nè. Hôm bữa tôi nhậu là tôi nói méo mé để anh hiểu rồi. Nhưng anh cố tình không hiểu. Hay là anh không muốn hiểu? Nó muốn hả? Anh đẻ nó ra mà. Không, tôi không đẻ. Bà này đẻ. Anh không giao giống làm sao bà đẻ? Thôi đừng nói nữa. Anh ơi, quan hỷ anh ơi, con cái mà quan hỷ đi nó muốn. Không bao giờ tôi chấp nhận. Tao phải đưa mày đi lính. Mày phải mạnh mẽ lên, mày phải là đàn ông. Trời có xuống tôi cũng vậy thôi. Hình như trời không xuống nhưng mà phường xuống. À, cái anh là tình nguyện viên của phường phải không? May quá, cảm ơn các anh xuống. Đưa đi giùm tôi, dân quân tự vệ hay dân phòng cũng được, miễn làm cho nó thành đàn ông giùm tôi. Đưa nó đi đi. Dạ, người phải đi là hai cô chú. Tại sao tôi đi? Có phải chú hôm qua đã tiếp xúc với anh Nam và anh Đằng không ạ? À đúng rồi, ba đứa tôi nhậu vui. Dạ còn cô, có phải cô đã tiếp xúc với chị Phước không ạ? Đúng rồi, tôi mang áo dài đẹp lắm. Ủa sao anh biết hay gì? Họ khai. Tại sao khai? Hiện giờ họ là F0 nên họ phải khai những người họ đã tiếp xúc. Họ là F0? Vậy là tôi là F1. Đừng có cười, hay lắm. Mày cũng nhậu với tao đó, mày cũng dính luôn rồi. Tôi đã là F0 cho nên bây giờ tôi bất tử. Mời F1. Hôm nay gia đình mình chơi Halloween phải im làm để mang qua cho anh chị trôi nhằng nhằng đôi môi giờ đi đâu màu xanh lam nhói.